Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 cải cách sách Ryan. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài số 2. Bài số 2, Unit 2, Every Day. Unit 2, Every Day. Ok, Every Day, sách lớp 6, đây nhé các bạn. Và chúng ta tiếp tục với phần 2E, ngữ pháp. Và chúng ta đang học giữa cái thì gì nhỉ các bạn nhỉ? Chúng ta đang học giữa thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen, một sự thật hiển nhiên, một chân lý. Câu khẳng định, câu phủ định chúng ta học rồi. Hôm nay chúng ta học câu nghi vấn nhá. Hôm nay chúng ta học câu nghi vấn. Rồi, hôm nay chúng ta học câu nghi vấn này. Câu nghi vấn. Rồi, ngữ pháp bài 2E trang 45 nhá. Trang 45. Thì hiện tại đơn, câu nghi vấn và trả lời ngắn. Bây giờ nhắc lại một chút về thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn. The present. The present simple. Câu khẳng định chúng ta học rồi. Câu khẳng định, ôn lại một chút cho các bạn. Câu khẳng định, chúng ta phải phân biệt ra chủ ngữ. S là chủ ngữ, chủ ngữ số nhiều. Thì cộng động từ nguyên mẫu, động từ giữ nguyên ấy. Chủ ngữ số ít. Thì cộng động từ thêm S hoặc ES vào. Ví dụ này, she go, she là chủ ngữ số ít, go thêm S. To school, she go to school every day. Cô ấy đi học mỗi ngày. Rồi nếu mà chủ ngữ là bọn họ, they go thôi, không có S. Go to school every day. Bởi vì đây là chủ ngữ số nhiều nha. Đó là câu khẳng định hôm trước chúng ta học rồi. Còn câu phủ định này, B, câu phủ định. Câu phủ định của thì hiện tại đơn, các bạn phải mượn trợ động từ thêm not vào. Chủ ngữ số nhiều, chủ ngữ số nhiều cộng với don't là do not, cộng với động từ nguyên mẫu. Chủ ngữ số ít cộng với doesn't là do not, cộng động từ nguyên mẫu. Ví dụ, chúng ta chuyển hai cái câu bên này sang câu phủ định. Câu phủ định là câu có not trong câu và dịch là không đấy. Rồi, cô ấy không đi học mỗi ngày sẽ là gì? She là chủ ngữ số ít. Vậy ở đây sẽ là she doesn't go nguyên mẫu to school every day. They don't, đây là chủ ngữ số nhiều, chúng ta sẽ don't nhé các bạn. They don't go to school every day. Bọn họ không đi học mỗi ngày. Đó là hôm trước chúng ta học câu khẳng định, câu phủ định. Vậy hôm nay chúng ta học câu nghi vấn. Hôm nay chúng ta học câu nghi vấn. Câu nghi vấn là gì? Đó là câu hỏi. Đó là câu hỏi có chấm hỏi cuối câu thì được gọi là câu nghi vấn. Rồi các bạn cũng phải phân biệt ra chủ ngữ số nhiều, chủ ngữ số ít cho tôi. Chủ ngữ số nhiều các bạn để do làm trước, do cộng với chủ ngữ số nhiều, do cộng chủ ngữ số nhiều cộng động từ nguyên mẫu thêm chấm hỏi cuối câu. Chủ ngữ số nhiều gồm I, they, we, you và những danh từ số nhiều thì gọi là chủ ngữ số nhiều. The cộng chủ ngữ số ít, the cộng chủ ngữ số ít cộng động từ nguyên mẫu đằng sau. Chủ ngữ số ít là gì? Là he, she, it, danh từ số ít thì gọi là chủ ngữ số ít. Đó là gì? Đó là câu nghi vấn của thì hiện tại đơn, phải có do the nha. Rồi và sau do the thì mãi mãi sẽ là động từ nguyên mẫu. Chúng ta ví dụ chuyển hai câu trên này sang nghi vấn. Bây giờ bọn họ đi học mỗi ngày đi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển này. Đây là chủ ngữ số nhiều, chúng ta sẽ do. Do they go to school? Do they go to school every day? Và các bạn thêm chấm hỏi cho tôi. Thêm chấm hỏi cuối câu cho tôi. Câu tiếp theo. Does she go, không có sờ s nhé. Go to school every day. Every day thêm chấm hỏi cuối câu nha, thêm chấm hỏi cuối câu. Và chúng ta trả lời này các bạn này, chúng ta dịch như sau. Bọn họ đi học mỗi ngày phải không? Nếu mà phải các bạn sẽ trả lời cho tôi đó là yes và they do. Yes they do. No they don't, nó phải liên quan đến cái này nhá. Trả lời á. Yes thì là do, no thì phải là don't. Yes they do, no they don't. Câu này, cô ấy đi học mỗi ngày phải không? Yes hoặc no. Yes là yes she, chúng ta lấy chủ ngữ ở đây. Yes she và lấy trợ động từ đằng trước. Yes she does. No she doesn't. No she doesn't. Đó. Đó là gì? Đó là cách
chúng ta viết câu trả lời cho câu nghi vấn của thì hiện tại đơn yes hoặc no nha. Rồi, vậy thì chúng ta học luôn cái dấu hiệu của thì hiện tại đơn, dấu hiệu thì hiện tại đơn. Trong câu có các trạng từ sau: every day, every week, có every month, often là thường xuyên, sometime là thỉnh thoảng, often, sometime, usually, always, always, vân vân và vân vân. Đó là dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Khi trong câu các bạn bắt gặp những cái từ này, những cái trạng từ này, các bạn sẽ chia thì hiện tại đơn nha. Rồi, chúng ta sẽ làm bài tập ví dụ. Bài tập này, chuyển câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn, chuyển câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn. Bây giờ chúng ta làm này. Câu 1. They often get up early. Họ thường thức dậy sớm. They often get up early. Câu phủ định là they, là chủ ngữ số nhiều, chúng ta sẽ don't. They don't often get up early. Câu nghi vấn là gì? Là do they often get up early? Chấm hỏi cuối câu. Đó. Câu số 2. She brushes her teeth after meal. Tức là gì? Cô ấy đánh răng sau bữa ăn. Đây là thì hiện tại đơn này. Chúng ta chuyển sang phủ định, đó là she là chủ ngữ số ít, chúng ta xài doesn't ở đây cho tôi. Và brush đưa về nguyên mẫu. She doesn't brush her teeth after meal. Câu này dịch như sau. Câu này dịch là gì? Cô ấy không đánh răng sau giờ ăn, sau bữa ăn. Câu nghi vấn chúng ta sẽ để trợ động từ do đằng trước, và she là chủ ngữ số ít, chúng ta xài do ở đây. Đó là gì? Does she brush her teeth after meals. Chấm hỏi cuối câu. Cô ấy có đánh răng của cô ấy sau bữa ăn không? Đó là câu nghi vấn đấy. Đó là dạng bài tập chuyển sang dạng phủ định và nghi vấn nhá. Rồi, cái dạng thứ hai. Dạng bài tập 2, đó là chia động từ trong hoặc. Bữa nào chúng ta sẽ làm một cái bài tổng quát, những cái bài tập tổng quát về cái thì hiện tại đơn. Chia động từ trong hoặc, tôi ví dụ hai ba câu gì đó. She often, bây giờ tôi cho từ get trong hoặc, các bạn phải chia ra up early. Câu này chia sao? C là chủ ngữ số ít, ghép chủ chúng ta phải thêm sờ vào đó. Cái bài này làm như vậy. Câu 2, bọn họ luôn ăn sáng ở nhà. Always have breakfast at home. Breakfast at home. Bây giờ đây là chủ ngữ số nhiều, chúng ta giữ nguyên từ have. Đấy. Câu số 3, Peter, go trong ngoặc, to school on foot. Peter đi bộ tới trường. On foot là đi bằng chân, là đi bộ. Peter là chủ ngữ số ít, go thêm s. Đó. Câu 4, Lan, có từ not nhá, go to school on foot. Lan không đi bộ tới trường. Rồi, có not tức là câu phủ định. Lan là chủ ngữ số ít, chúng ta phải mượn doesn't, nhờ cộng động từ nguyên mẫu, doesn't go. Lan doesn't go to school on foot. Câu tiếp theo.
What are you? Tôi cho từ do. In your free time. Bạn làm gì trong thời gian rảnh? À, bạn làm gì trong thời gian rảnh? Đây là câu hỏi các bạn, đây là câu hỏi. Vậy thì chúng ta phải mượn do đơ để trước chủ ngữ ở đây. Sau từ để hỏi và trước chủ ngữ, you là chủ ngữ số nhiều, chúng ta sẽ do ở đây. Viết lại chữ động từ của chúng ta. What do you do in your free time? Câu 6. What she do? Cô ấy làm gì? Bây giờ she là chủ ngữ số ít, chúng ta mượn đơ để ở đây và viết động từ nguyên mẫu đây. What does she do? Yeah. What does she do? Rồi câu 7 này. Where she live? Tức là cô ấy sống ở đâu? Bây giờ đây là câu hỏi. She là chủ ngữ số ít, chúng ta để đơ ở đây. Where does she live? Nguyên mẫu, bởi vì nó đứng sau trợ động từ đơ. Đó là những cái bài tập về thì hiện tại đơn của chúng ta nha. Chúng ta quay trở lại sách giáo khoa trang 45. Rồi chúng ta đọc cái này. Bây giờ này, đây là chủ ngữ do này. I with you là do, thấy không? Do. Còn chủ ngữ số ít là he, she, it là đơ này. Đó. We, you, they là do này. Rồi cách trả lời này. Yes, I do. Bây giờ chúng tôi nói qua một chút xíu cái chỗ này. I go to school. I go to school on foot. Tôi đi học bằng chân, đi bộ trường. Vậy câu phủ định của chúng ta là I don't này. I don't go to school on foot. Câu nghi vấn các bạn phải là do you các bạn ạ, chứ không phải là để ai đâu. Ai trở thành you cho tôi. Do you go to school on foot? Chấm hỏi. Vậy thì các bạn khi chuyển sang nghi vấn, khi chuyển sang nghi vấn thì ai chuyển thành you cho tôi, my chuyển thành do cho tôi. Đó nha, ai chuyển thành you và my chuyển thành do. Rồi chúng ta vào trong sách này. Bài này khoan, thứ nhất you là chủ ngữ số nhiều, chúng ta khoan và do, và trả lời là yes I do. Ở đây bạn, những người bạn của bạn có sờ đằng sau là danh từ số nhiều, là chủ ngữ số nhiều, chúng ta sẽ do. Và no they, no they don't, no they don't. No là phải có not rồi. Chủ ngữ là những người bạn, là chủ ngữ số nhiều, chúng ta sẽ đây. Giờ Mary là chủ ngữ số ít, chúng ta sẽ the ở đây các bạn. The Mary the ride to work, tức là Mary lái xe đi làm phải không? Yes, và Mary là con gái, chúng ta sẽ she ở đây. Yes she, và lấy lại trợ động từ yes she the. Yes she the. Anh ấy là chủ ngữ số ít, chúng ta xài the ở đây. Và no, con trai là he này, he doesn't. No thì phải có not rồi. No he doesn't. No he doesn't. Tiếp theo, bạn và những người bạn của bạn, nói chung là số nhiều rồi đấy. Số nhiều là say do. Và bạn và những người bạn của bạn thì bây giờ thành chúng tôi. No we, we don't. No we don't. No we don't. Rồi. Chúng ta xuống bài số 6, trang 45. Đặt câu hỏi. Thành lập câu hỏi cho đáp trả lời. Ví dụ này, Mario thích mỹ thuật phải không? Không này. Does Mario like art? No, he doesn't. Sandra có môn toán vào thứ hai phải không? Đúng thế. Bây giờ chúng ta viết nhé. Does, bởi vì sao? Chủ ngữ số ít sẽ does. Sandra have math on Monday. On Monday. Chấm hỏi. Và yes, con gái là phải see. Yes, she does các bạn. Yes, she does. Câu số 3, you là phải do rồi. Do you watch TV? Do you watch TV after dinner? After dinner. After dinner. Do you watch TV after dinner? Chấm hỏi. No, I don't. No, I don't. Không. You phải chuyển thành I. Rồi tiếp theo, do they, đây là phải do. Do they have lunch? Do they have lunch at home? Bọn họ ăn trưa ở nhà phải không? Yes, they do. Đúng thế. Yes, they do. Yes, they do. Câu số 3 dịch là gì? Bạn xem TV sau bữa tối phải không? Không, không phải. Rồi chúng ta xuống bài số 7. Đó là gì? Điền vào chỗ trống với thì hiện tại đơn của các động từ sau. Chúng ta có từ finish là hoàn thành, work làm việc, have là có là ăn, not go là không đi, you get up tức là câu nghi vấn đó. Get up là thức dậy, watch là xem. Rồi, ok, make là play là chơi, listen là nghe. Bây giờ chúng ta sẽ làm. Hi, Charles Horton Min. How are you? Bạn khỏe không? What time do you
Get up. What time do you get up in the morning? I get up at 7:30. Bạn thức dậy lúc mấy giờ buổi sáng? Tôi thức dậy vào lúc 7:30 và mẹ của tôi cái gì bữa sáng cho tôi? Gọi là nấu bữa sáng cho tôi, làm bữa sáng cho tôi. Ở đây chúng ta có từ nào? Có từ make. Mẹ của tôi là chủ ngữ số ít, make thêm sờ vào. Chưa? Rồi, cho tôi, cho em gái tôi là Karen. Karen là chị gái đi. Karen 21 tuổi và cô ấy không đi học. Ở đây cô ấy là chủ ngữ số ít, chúng ta sẽ doesn't go to school. Cô ấy làm việc ở ngân hàng, làm việc thêm sờ vào vì chủ ngữ số ít nhá. Tôi đi học và bài học của tôi hoàn thành lúc 3 giờ. Hoàn thành là finish và chúng ta giữ nguyên động từ finish bởi vì lesson là chủ ngữ số nhiều, danh từ số nhiều đóng vai trò chủ ngữ số nhiều. Sau đó thì tôi bóng đá thì ở trong công viên, tôi chơi bóng đá, tôi là chủ ngữ số nhiều đã play giữ nguyên với bạn bè của tôi. Sau đó tôi làm bài tập và buổi tối tôi nghe nhạc, music thì phải nghe rồi, listen rồi. Ai thì giữ nguyên cái từ listen, nó thuộc dạng chủ ngữ số nhiều. Và chị gái tôi thì xem TV. Chị gái tôi là chủ ngữ số ít, watch thêm s vô và đọc là watch it TV. Tôi luôn luôn ăn tối với gia đình của tôi vào lúc 8 giờ. Trời ơi là trời, ăn giờ muộn dữ. Ăn là have nhá. We là chủ ngữ số nhiều, chúng ta giữ nguyên từ have. Ăn tối với gia đình, với bố mẹ vào 8 giờ. Bạn làm gì mỗi ngày? Ở đây là gì? What do you do every day? Bạn làm gì mỗi ngày? Viết lại cho tôi nhé, Paul. Chúng ta trả lời câu hỏi. Paul thức dậy lúc 8 giờ phải không? Sai rồi, 7:30. Không, anh ấy thức dậy 7:30. Câu 2. Karen làm việc trong ngân hàng đúng không? Đúng rồi. Yes là đúng. C nhá. Yes, she does. Tiếp theo, bài học của Paul, tiết học của Paul hoàn thành lúc 3 giờ đúng không? Đúng. Vậy yes. Và những cái bài học là danh từ số nhiều, chúng ta xài đây. Yes, they do. Rồi, câu tiếp theo. Paul và Karen ăn tối vào lúc 9 giờ phải không? Sai rồi. Vậy no. They nhá. No, they don't. Nhá. Chúng ta viết tiếp cái câu là they have a dinner. Hay have a dinner. At a 8 giờ chứ không phải 9 giờ. Đó là toàn bộ bài học của chúng ta. Bài 2E trang 45. Thì hiện tại đơn, dạng nghi vấn của thì hiện tại đơn. Hy vọng rằng các bạn hiểu bài. Nếu bạn chưa hiểu thì trong những video sau tôi sẽ ra rất nhiều bài tập về hiện tại đơn cho các bạn hiểu rõ hiện tại đơn. Goodbye and see you later.